thưa quý vị và các bạn. Trong chương trình trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn phần đầu bài viết đăng trên trang web của Học viện Chính trị Công an Nhân dân của tác giả Nguyễn Bá Dương có tiêu đề Phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, đi theo vết xe đổ của Liên Xô. Sau đây là trích phần còn lại của bài viết này. Lịch sử thế giới từ sau cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đến nay đã có những thay đổi và biến động hết sức to lớn, sâu sắc. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực sinh động, từ một nước trở thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là chỗ dựa và động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của các phong trào cách mạng khắp hành tinh. Rồi từ hệ thống thế giới còn lại những nước tiếp tục xây dựng, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa với diện mạo mới sức sống mới điều đó phản ánh những bước thăng trầm quanh co khúc khuỷu nhưng tất thắng của chủ nghĩa xã hội với tư cách là một học thuyết khoa học và cách mạng một hình thái kinh tế xã hội và với tư cách một chế độ xã hội mới đầy ưu việt mà nó vốn có là sự kết tinh tất cả những thành tựu tinh hoa mà các hình thái kinh tế xã hội trước đã tạo ra trên con đường đấu tranh khẳng định sự tồn tại hợp quy luật của sự vận động phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy nhân loại. Đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế vận động khách quan của lịch sử. Thực tế tồn tại phát triển và những thành tựu to lớn, công lao vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với loài người tiến bộ trên thế giới trong gần một thế kỷ qua đã chứng tỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa là lý tưởng phù hợp với quy luật vận động phát triển khách quan của lịch sử. Chủ nghĩa xã hội là giá trị nhân văn của nhân loại. Chính Liên Xô, đất nước, quê hương của cách mạng tháng 7 Nga đã cùng với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ là lực lượng quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Chính Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa là trụ cột của hòa bình và cách mạng, làm nguội đi những cái đầu hiếu chiến của các thế lực đế quốc phát xít, đảm bảo nền hòa bình của thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20. Không có cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới vẫn chìm đóng trong sự áp bức nô dịch của chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa thực dân đế quốc tính chất ưu việt bản chất hòa bình nhân đạo nhân văn và cống hiến của chủ nghĩa xã hội đã được lịch sử kiểm nghiệm khẳng định không thể bác bỏ dù thời cuộc có đổi thay dù lịch sử đang diễn ra những bước đi quanh co phức tạp song tính chất của thời đại và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan. Đến nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực đang ở thập kỷ thứ 10 của sự phát triển, với những bước thăng trầm, gồm cả những thành tựu công lao to lớn đối với nhân loại và cả những tổn thất nặng nề, để rồi một số nước còn lại tiếp tục con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo cho chủ nghĩa xã hội hiện thực một diện mạo mới năng động, sáng tạo và phong phú hơn. Hiện nay, gần một tỷ rưỡi người trên hành tinh vẫn đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với những thành tựu rất đáng trân trọng tự hào điều đó cho thấy sức sống mới của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh lịch sử mới là vô địch những kẻ bất đồng chính kiến đối lập với quan điểm của đảng nhà nước và chế độ ta chống phá cách mạng việt nam nói rằng chúng ta cứ đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì sẽ dẫn đến đổ vỡ như mô hình liên xô Họ không hiểu gì về chủ nghĩa xã hội và thực chất sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Họ cũng không hiểu, không nhìn thấy hay cố tình không hiểu không nhìn thấy Việt Nam đã và đang đổi mới như thế nào suốt hơn 30 năm qua để xây dựng chủ nghĩa xã hội thực sự năng động, sáng tạo theo một lý tưởng tốt đẹp và hiện thực. Mưu đồ thực sự của họ là gì? phải chăng là muốn lái đất nước này đi theo con đường khác, con đường tư bản chủ nghĩa, một con đường mang bản chất bóc lột và bất công, một con đường mà lịch sử Việt Nam đã khước từ bởi nó phi nhân tính và đầy rẫy bất công, tội ác. Cần khẳng định rõ rằng, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa thông mô hình ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể của chủ nghĩa xã hội đã lạc hậu, không đồng nghĩa với sự sụp đổ của học thuyết khoa học cách mạng là chủ nghĩa Mark Lenin cũng không phải là sự cáo chung của lý tưởng cộng sản mà cách mạng tháng 10 Nga đã đem lại. Càng sai lầm nếu nghĩ đó là sự kết thúc của học thuyết hình thái kinh tế xã hội mà Marx, Engels, Lenin xây dựng nên. Sự sụp đổ đó là một bài học đắt giá đã khách quan tạo cho những người cộng sản có thêm những dữ liệu mới đối với việc nhận thức như thế nào cho đúng bổ sung và hoàn thiện hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội, trở về đúng với quan điểm lập trường của các mác, Engel Lenin để phát triển đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới. Chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là kiên định con đường vận động khách quan của lịch sử, là kiên định một lý tưởng tốt đẹp và hiện thực nhân văn, nhân đạo. Đó là đi theo lý tưởng và những giá trị của cách mạng tháng 7 Nga những thành quả và giá trị nhân văn tốt đẹp mà hơn 70 năm nhân dân Liên Xô bằng xương máu của mình đã tạo dựng nên. Đó không phải là dập khuôn máy móc làm theo một mô hình đã lạc hậu cùng những sai lầm mang tính hệ thống trong cài tổ. Không phải là đi theo vết xe đổ của Liên Xô như sự công kích của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị thường rêu rao tung hứng. Những kẻ công kích chống phá chúng ta đã cố tình đổ dầu vào lửa muốn những người nhẹ dạ cả tin bị lừa gạt, hiểu sai với dụng ý xấu về sự đổ vỡ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là giải pháp tổng quát duy nhất đúng, tối ưu nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để xây dựng nước ta thực sự giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta thực sự có cuộc sống hòa bình, độc lập tự do ấm no hạnh phúc chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là cụ thể hóa hiện thực hóa con đường ấy trong đời sống trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin tư tưởng hồ chí minh cương lĩnh đường lối của đảng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn việt nam đó là mệnh lệnh của cuộc sống vì vậy tiếp tục đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo tinh thần Đại hội 12 của Đảng, là quá trình làm cho đất nước ngày càng phồn thịnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được bảo đảm và thể hiện sinh động trong đời sống xã hội. Uy tín và vị thế đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là quá trình hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới. Thực tế lịch sử cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thực sinh động là minh chứng hùng hồn làm phá sản những âm mưu thủ đoạn thù địch, quan điểm sai trái, đồng thời làm cho nhân dân ta càng nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn, vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường chúng ta đang đi tới. Không có chủ nghĩa xã hội thì làm sao có được độc lập dân tộc thực sự và triệt đề? Làm sao nhân dân ta được làm chủ và hạnh phúc? Vị thế uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế như hôm nay. Nhân loại biết đến và đánh giá cao Việt Nam không chỉ vì nhân dân Việt Nam anh dũng kiên cường và chiến thắng các đế quốc như thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mà còn biết nhiều hơn thế vì chúng ta gặt hái được những thành tựu to lớn đáng khích lệ và tự hào trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng ta không phủ nhận những yếu kém khuyết điểm trong quá trình phát triển đi lên, nhưng có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngày hôm nay là sự nỗ lực, sự cố gắng rất đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua là bằng chứng hùng hồn của sự vươn lên, khẳng định quá trình chấn hưng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn. Những kẻ đưa ra luận điệu vu khống trắng trợn quy kết chúng ta sai lầm là đi vào vết xe đổ của Liên Xô đã cố tình xuyên tạc bản chất ưu việt của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cố tình xuyên tạc thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã và đang được xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu cơ bản và âm mưu đen tối lâu dài của chúng không hề thay đổi là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái nước ta đi theo con đường quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản có lợi cho chúng. Cần đặt thêm câu hỏi, nếu không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước ta sẽ đi theo con đường nào? Câu hỏi này họ đã tự trả lời bằng cách khuyên chúng ta phải đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản đang đi. Chúng ta không phủ nhận nhiều giá trị của chế độ tư bản. Nhưng chế độ đó vẫn là chế độ nhằm bảo đảm sự thống trị bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và người lao động. Đầy dẫy bất công. Do nó sinh ra mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học và bạo lực. Như chính giáo sư Paul Mitler Trường Đại học Bang Indiana đã từng nhận xét. Những người đưa ra luận điệu chống phá rồi cố tình khuyên chúng ta phải đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, phải thấy rằng chủ nghĩa tư bản hiện đại dù có biến đổi thích nghi thì về bản chất vẫn là chủ nghĩa tư bản, là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ở trình độ cao chứ không hề có sự thay đổi bản chất. Tuy có những tiến bộ nhất định nhưng vẫn là chế độ bóc lột bất công và đầy mâu thuẫn. Chủ nghĩa ấy chế độ ấy không thể là sự lựa chọn của nhân dân ta. Đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế lịch sử. Chúng ta tiếp tục kiên định và hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn. Luận điệu cho rằng nước ta kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô. Thực chất là luận điệu phi lịch sử, phản nhân dân, phản dân tộc với thế và lực mới của đất nước hiện nay, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, chúng ta sẽ tận dụng phát huy được thuận lợi, tranh thủ được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục nguy cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu theo con đường đã chọn. Kiên định chủ nghĩa Mạc Lê tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước đó là câu trả lời rõ ràng đanh thép của chúng ta. Đó là vũ khí sắc bén để làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Quý vị và các bạn đã theo dõi phần cuối bài phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi theo vết xe đổ của Liên Xô. Của tác giả Nguyễn Bá Dương. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.